tia UVA, làm cho làn da chúng ta dễ bị lão hóa, xuất hiện những vết nhăn, sạm nám. Tia UVB, được truyền từ ánh sáng mặt trời đen da cháy nắng và nghiêm trọng hơn là ung thư da. Tia UVC, tân ozone phản xạ lại, nên ít gây nguy hiểm cho con người. Sản phẩm MediUSA anti aging viên uống hỗ trợ ngăn ngừa tia UVA-UVB, bảo vệ da khỏe. Viên uống bảo vệ da khỏe anti agin gồm những thành phần chiết xuất dương sĩ, tác dụng bảo vệ da và giúp làm giảm tổn thương da gây ra bởi bức xạ tia cực tím mặt trời UVA UVB. Cải thiện làn da giúp da trở nên trắng hồng, mịn và chắc khỏe, tăng cường hệ miễn dịch cho da. Niacin giúp bảo vệ các tế bào da khỏi tác hại cậu ánh nắng mặt trời và sự xuống màu da do lão hóa. Chiết xuất lựu giúp da trắng sáng và đều màu hơn. Dầu chất chống oxy hóa giúp da chống lại các tác nhân gây hại, làn da phục hồi nhanh. Có khả năng cấp ẩm cho da, ngăn ngừa sự mất nước rất phù hợp cho da khô. Vitamin C giúp làm hạn chế tổn thương cho da do tia UV gây ra, tăng cường tính đàn hồi, giúp phòng ngừa nếp nhăn trên da, là một thành phần quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen ở da. Niacin giúp tăng cường khả năng bảo vệ da bằng cách tăng cường sản xuất ceramide, lipid có tính chất kháng viêm, giúp giảm đỏ và viêm da, phù hợp cho người có làn da nhạy cảm hoặc bị mụn, làm giảm vết thâm, tàn nhang và các đốm đen do ánh nắng mặt trời, tăng cường độ ẩm cho da và điều tiết dầu. MediUSA anti agin Viên uống hỗ trợ ngăn ngừa tia UVA-UVB, bảo vệ da khỏe. Theo nghiên cứu khoa học trước khi sử dụng anti agin da chịu những tác hại của ánh nắng UVB và UVA khiến cho da bị sạm nám, lão hóa và cháy nắng. Nghiêm trọng hơn là có thể gây ung thư da. Sau khi sử dụng anti agin làn da sẽ được bảo vệ chống lại các tia cực tiến đến từ ánh nắng mặt trời, giúp da trắng hồng tự nhiên, giảm hẳn vết thâm nám, sạm da để lùi nguy cơ mắc bệnh ung thư da. Viên uống hỗ trợ ngăn ngừa tia UVA-UVB bảo vệ da khỏe anti agin